Các bạn đang nghe truyện Mạc Thế Chi Toàn Năng Đại Sư trên kênh TV Audio CV. Chương 138 Ra tay trước chiếm ưu thế 2 Được, ta thông báo với bọn họ, đúng, việc ngươi đánh Lữ Hằng bị thương trước đó, ngươi không cần để trong lòng, hừ, là hắn tài nghệ không bằng người, không cần để ý đến, đặng niên nói. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Phong gặp Lữ Hằng kia, là thương giới giả đối địch với Lưu Phách, cũng là người vừa đánh lén Tần Phong bị Tần Phong bắn ngược cho ba viên đạn pháo. Nhưng thương giới giả đều là thổ hào, chắc chắn trên người sẽ có một vài món trang bị phù văn giữ mạng, không chết cũng rất bình thường. Ừm, ta cũng không thèm để ý việc kia. Tần Phong gật đầu. Sau đó mọi người lùi đến chân núi Mẫu Sơn, thương giới giả cùng nhau tập kích, thả pháo nổ Mẫu Sơn. Trong chốc lát, rất nhiều zombie diệt vong. Sau nửa giờ, hỏa lực dừng lại, ở đây dù là cổ võ giả hay dị năng giả đều xông lên đỉnh mẫu tử sơn. Bọn họ cũng biết lần này hắc bào huyết tinh giả khó thoát tai kiếp, ai tìm được đối phương thì người đó có thể lấy được quyền khống chế nơi này. Đặng niên ra tay trước. Ánh sáng. Phù văn dị năng bộc phát, một mảnh ánh sáng rơi xuống khiến đỉnh núi như ban ngày, ánh sáng chiếu ra khắp nơi khiến bóng tối không có chỗ che thân. Đặng niên lập tức xông đến một chỗ, chỗ kia có phù văn hắc ám dày đặc nhất, rất có thể là chỗ ẩn nấp của hắc bào huyết tinh giả. Mọi người khắp nơi tiến về, cũng có người đi theo sau lưng Đặng Niên. Không thể không nói, Đặng Niên vẫn có chút thực lực, chỗ tìm đến cũng vừa lúc là vị trí của hắc bào huyết tinh giả. Tần Phong đi theo bên cạnh Đặng Niên, cảnh giác nhìn năng lực giả cấp E ở khu vực khác, trong đầu lại nghĩ chút nữa những người này có ai chết đi nhất định phải hấp thu năng lực trên người bọn họ, lợi dụng phế vật hoàn toàn không biết mình bị một đám người nhớ nhưng giả vờ như lơ đãng đi theo bên cạnh đặng niên ha ha tiểu bạch đi thôi tần phong không nói ra trực tiếp truyền đạt suy nghĩ trong đầu của mình tiểu bạch có khế ước với tần phong lập tức hành động những người này đều nghĩ đến bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau tần phong lại để bọn họ biết cái gì gọi là ra tay trước thì chiếm được lợi thế dị năng không gian của bạch ly có thể khiến nàng xuất quỷ nhập thần huống chi dước đó dùng ăn tinh hạch năng lượng cấp thú vương do Tần Phong mua về, thực lực của nàng cũng tăng lên cấp thú vương F2, đẳng cấp cũng không kém hơn hắc bào huyết tinh giả bao nhiêu. Quan trọng nhất là hắc bào huyết tinh giả luân phiên chiến đấu, bản thân đã bị trọng thương. Bạch Ly quỷ mị xuất hiện sau lưng hắc bào huyết tinh giả. Không gian nhận. Một tia sáng bạc mở ra, chính giữa là vết nứt đen kịt, không gian ở gần vết nứt này đều hóa thành hư vô chỗ bạch ly thả ra lại vừa hay ở trên đỉnh đầu hắc bào huyết tinh giả cạch cạch hắc bào huyết tinh giả còn đang chuẩn bị đánh lén nhân loại nghiêng đầu một cái đầu lâu lăn ùng ục cục xuống đất bạch ly vung tay một viên dị năng hạch tâm đen kịt đã rơi vào trong tay nàng lại thuấn di biến mất lúc này mọi người cũng đi tới tránh đi gốc đại thụ ngăn cản bọn họ thấy bóng dáng của hắc bào huyết tinh giả tần phong lao lên mấy bước giả vờ như đang xem xét trên thực tế là nhanh chóng hấp thu ý thức lực tiêu tán trong không khí. Trong nháy mắt, Tần Phong cảm giác trong đầu mình vang lên ong ong, ý thức lực lại được tăng lên. Đẳng cấp dị năng, cấp F3, má, đã chết, chẳng lẽ lần này để thương giới giả nhặt được lợi ích hả? Không đúng, cổ họng này là bị lưỡi đao sắc bén cắt qua. Dị năng hạch tâm cũng biến mất, ai làm? Mẹ nó, đi một chuyến vô ích. Trong chốc lát, Đám người này đều vô cùng tức giận. Bọn họ đều không nghi ngờ Tần Phong, dù sao Tần Phong tìm được Hắc Bào Huyết Tinh giả ngay dưới mí mắt của bọn họ. Chỉ sợ cái chết của Hắc Bào Huyết Tinh giả đã trở thành một vụ án chưa được giải quyết, đám người này vốn muốn làm một vố lớn, lúc này đều tức giận vung tay áo bỏ đi. Nhưng đối với người năng lực thông thường, đây cũng là một tin tức vô cùng tốt. Dù sao, hai thủ lĩnh mạnh nhất của quân đoàn zombie đã tử vong không có sinh vật mở ra thông đạo không gian nơi này đã an toàn đám lính đánh thuê được triệu tập đến đây cũng có thể trở về chỗ cũ một trận nguy cơ được hóa giải nhưng không hề nghi ngờ có một cái tên chắc chắn bị người ta nhớ kỹ người này chính là tần phong tần phong cùng rất nhiều năng lực giả cấp ép vẫn tham gia vào việc vây quét quân đoàn zombie còn lại ngày hôm sau thừa dương thị đã đưa đến trang bị phù văn thứ này đã không thể dùng đắt đỏ để hình dung trang bị ổn định không gian bay lên không trung 200 mét, hoặc nhìn giống như một cái vệ tinh cỡ lớn bao phủ nơi này, tương lai nơi này sẽ phát triển thành một căn cứ khác. Lúc này, trên một sườn núi nhìn thấy mẫu tử sơn từ xa, Tần Phong dẫn theo Bạch Ly đi gặp mặt hai người. Trịnh khu trưởng, Tần Phong đánh giá người trước mặt, đối phương thân hình cao lớn, hoặc nhìn tầm 1,9 mét, bắp thịt trắng chắc, mắt sáng như đuốc, thực lực cấp E4, đây là một người đang độ trung niên, tương lai hắn ta còn có tiến bộ trịnh dương người phụ trách căn cứ thừa bắc khu trưởng tần phong đúng là anh hùng xuất thiếu niên trịnh dương và tần phong bắt tay trịnh khu trưởng quá khen tần phong cười nhạt lúc này tiết hưng phúc đứng bên cạnh tần phong cũng không nhịn được thở dài lão đệ ngươi thật sự là im hơi lặng tiếng làm lớn như vậy việc vây công vương giả kỵ sĩ và hát bào huyết tinh giả dù mọi người tranh cãi đủ kiểu nhưng kết quả sau cùng vừa xem hiểu ngay. Tần Phong là người đầu tiên công kích hắc bào huyết tinh giả, khiến hắc bào huyết tinh giả bị trọng thương, sau đó mọi người mới đuổi tơi, tuy không biết ai giết chết hắc bào huyết tinh giả nhưng không có ai đi ra nhận thưởng, chắc chắn Tần Phong có công lao lớn nhất. Còn về vương giả kỵ sĩ, Tần Phong là người đánh giết cuối cùng, tuy có tình nghi ăn cắp thành quả chiến đấu nhưng những người kia hành động trước, chẳng lẽ không phải như thế sao, tần phong chỉ trực tiếp trả lại những đãi ngộ không công bằng mà mình phải chịu thôi điều khiến người ta không ngờ là thị trưởng thừa dương thị lời hứa ngàn vàng thật sự giao vị trí người phụ trách căn cứ mới cho tần phong thế là có tình cảnh ngày hôm nay trịnh dương cố ý đến đây vừa đưa trang bị ổn định không gian đến vừa đến đạt thành hợp tác với tần phong ta không có thời gian quản lý căn cứ ta có thể làm người phụ trách vinh dự cũng như đội trưởng vinh dự của thủ bị quân trước đó Lão đệ nói vậy khiến ta thấy hơi ấy nấy, nhưng ngươi còn trẻ đúng là không nên bị trói chặt ở một chỗ như vậy, nhưng về việc người chịu trách nhiệm, ngươi có ý kiến gì không? Trịnh Dương hỏi. Tần Phong cười một tiếng, nhìn về phía Tiết Hưng Phúc đứng bên cạnh Trịnh Dương. Tiết lão ca quen thuộc với ta nhất, phù sa không chảy ruộng người ngoài, không bằng để Tiết lão ca phụ trách đi, Tần Phong nói. Ha ha, được, vậy ta có thể giao người phụ tá đắc lực này cho ngươi, Trịnh Dương gật đầu nói. Tiết Hưng Phúc cũng vô cùng hưng phấn, hắn ta cũng không ngờ Tần Phong sẽ thoải mái trực tiếp chọn mình như vậy. "Lão đệ một đặt tên gì cho khu căn cứ này?" Trịnh Dương hỏi. "Ta còn chưa nghĩ kỹ về điều này, Tần Phong không tùy tiện lấy ra một cái tên. Không bằng gọi là căn cứ Bắc Phong đi. Có tên của Tần lão đệ trong đó, thế nào?" Tiết Hưng Phúc đề nghị. Tần Phong lại liếc nhìn Tiết Hưng Phúc một cái, như cười mà không phải cười nơi này cũng không tính là tận cùng phía bắc của thừa dương thị đi thật ra tần phong biết câu nói vừa rồi của tiết hưng phúc là muốn bày tỏ lòng trung thành với trịnh dương tiết hưng phúc bị tần phong đòi tới để sau này chịu trách nhiệm công việc trong căn cứ mới tuy hiện tại vẫn là thủ hạ của trịnh dương nhưng căn cứ càng lúc càng lớn nếu tương lai phát triển tốt cũng chưa biết sẽ có tình huống gì căn cứ bắc phong thêm một chữ bắc tương đương với phụ thuộc căn cứ thừa bắc huống chi căn cứ bắc phong nghe cứ như gió bắc thổi tới ý nghĩa không tốt tiếc hưng phúc mỉm cười xấu hổ không nói tiếp trịnh dương lại cười hả hả nói vậy thật sự không quả chuẩn xác lão đệ là người chịu trách nhiệm vẫn là ngươi nói đi tần phong nhìn thoáng qua bạch ly bên cạnh đột nhiên trong lòng hơi động nếu không gọi là căn cứ phong lê đi phong trong gió thổi lê trong tờ mờ sáng trên thực tế đây là hài âm tên tần phong và bạch ly vậy không phải càng tốt sao căn cứ phong lê. Nghe cũng không tệ, gọi thế đi, Trịnh Dương gật đầu đồng ý, đúng rồi, Tần Phong, lần này vây quét quân đoàn zombie, cộng thêm căn cứ phong lê mới được xây dựng, sau khi ta trở về sẽ tuyên truyền một chút, ta sẽ lấy ra một số video giết zombie của ngươi, ngươi đừng quá để ý. Đương nhiên, đây là việc nên làm. Lão đệ, cứ thế ngươi sẽ trở thành đại anh hùng, tiếc hưng phúc cũng mỉm cười. Thật ra chuyện như vậy không ít, Mỗi một lần có nguy cơ giả ngoại mà nhân loại đạt được thắng lợi, luôn phải tiến hành tuyên truyền ủng hộ một lúc, quay chụp video, dù quay thành phim điện ảnh cũng có thể. Cứ vậy cũng dần ảnh hưởng đến khái niệm của người trong căn cứ, để bọn họ biết săn giết dị thú, zombie có thể thu hoạch được vinh dự, tài phú, địa vị. Hiện tại Tần Phong không phải là một ví dụ sống sờ sờ sao, hắn đã trở thành lãnh đạo của một căn cứ, chuyện như vậy còn chưa đủ ủng hộ lòng người sao, sau đó Ba người lại thảo luận việc phân chia lợi ích. Nói trắng ra là, hiện tại Tần Phong có quyền khai thác, Trịnh Dương có quyền đầu tư, Tiết Hưng Phúc có quyền quản lý, sau đó ba người cùng bàn bạc phân chia lợi ích, Tần Phong 30%, Trịnh Dương 45%, Tiết Hưng Phúc 10%, 15% còn lại làm lợi ích lưu động, chuẩn bị phân chia cho cao tầng khác đến xây dựng. Những ích lợi này cũng sẽ theo sự phát triển của tương lai, cùng rất nhiều chuyện mà xảy ra biến động. Nửa năm lại bàn bạc một lần. Tần Phong cũng không để lợi ích trước mắt ở trong lòng, thời gian nửa năm sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ sợ sẽ khiến hai người trước mặt đều trợn mắt há hốc mồm, thật ra Tần Phong không quan tâm sự tồn tại của một căn cứ này, chỉ vì mình lấy đi đá địa ngục mà dẫn tới một loại hiệu ứng hồ điệp khiến hắn đột nhiên có chút ý thức trách nhiệm. Hắn cần có trách nhiệm với nơi này, một ngày nào đó, hắn sẽ tiến về vị diện không biết tên này, giải quyết hoàn toàn người gãy tay kinh khủng này để mảnh đất này thật sự yên bình được đã không có việc gì vậy ta đi trước trịnh dương còn có rất nhiều việc cũng không tiện ở lại giả ngoại quá lâu chuyện còn lại đều cần tiết hưng phúc và tần phong tiến hành tần phong có rất nhiều kinh nghiệm đời trước không muốn quá quan tâm đến việc xây dựng căn cứ nhưng cũng sẽ không bỏ mặt vẫn bàn bạc với tiết hưng phúc một chút đúng rồi lão đệ ngươi nói tương lai căn cứ của chúng ta chủ yếu phát triển theo phương diện nào Tiết Hưng Phúc đột nhiên nói. Đối với căn cứ mới xây dựng, nhân khẩu là quan trọng nhất, Tiết Hưng Phúc đang hỏi làm sao phát triển nhân khẩu. Tần Phong nhìn về phía Tiết Hưng Phúc, nghĩ đến 10 năm sau đối phương sẽ trở thành gian thương hàng đầu đế đô, Tần Phong đột nhiên mỉm cười. Chúng ta cứ phát triển kinh tế là được, để căn cứ Phong Lê trở thành khu buôn bán nổi tiếng nhất, tương lai biến thành một thành phố thương nghiệp, ngươi cảm thấy thế nào? Đôi mắt Tiết Hưng Phúc tỏa sáng. Cái này ta thích. Tần Phong nói thầm đương nhiên ngươi thích, ngươi là gian thương nổi tiếng nhất mà. Mặc dù phát triển khu buôn bán nhưng phúc lợi nên phát ra cũng không thể thay đổi, ưu đãi một chút về phần nhân tài kỹ thuật. Để ta nghĩ cách. Ở trên thế giới như là tận thế này, kỹ thuật hữu dụng nhất không ngoài ba loại chế tạo súng ống, chế tạo trang bị phù văn, dị năng nông nghiệp, có được trí nhớ 10 năm sau, Tần Phong biết sự tồn tại của rất nhiều nhân tài. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Phong hơi thay đổi. Vừa hay nhân khoảng thời gian này đón Lưu Thúc trở về đi. Tần Phong nghĩ vậy lại không nói ra, bàn bạc với Tiết Hưng Phúc một lúc, lại giao chuyện sau đó cho đối phương. Sau đó, hắn mới trở lại trận địa. Tần Phong, bên này đã làm xong hết, xe học viện cao đẳng sắp quay trở về, Chu Hạo nói. Tần Phong gật đầu, nói, "Ừm, ngươi về trước đi, ta dự định ra ngoài một chút." nửa tháng sau chúng ta gặp ở xuân liệp viên ngươi lại muốn đi đâu chu hạo không ngờ tần phong lại không định về trường học ngươi đừng suy nghĩ dẫn ngươi theo quá nguy hiểm ngươi yên tâm quay về học tập đi tần phong nghe chu hạo hỏi cũng biết đối phương muốn nói gì vậy thì thôi lão tử không làm bóng đèn của ngươi nữa ta đi chu hạo nhìn tần phong với ánh mắt khinh bỉ quay trở về trên xe của mình kết quả tần phong nhìn qua vị trí tài xế lại thấy lục manh ngồi ở ghế phụ Tần Phong sờ cầm, cảm thấy vô cùng buồn cười. Rốt cuộc là ai trọng sắc khinh bạn? Trên thực tế là Tần Phong hiểu lầm Chu Hạo, Lý Giao Giao còn ngồi ghế sau xe của Chu Hạo đấy. Sau khi đám người ngồi xe rời đi, Tần Phong cũng khởi động xe bay đi về hướng ngược lại với căn cứ thừa bắc. Trong hoang dã, con đường chật hẹp dần trở nên rộng lớn, cách mỗi trăm mét sẽ xuất hiện một cái tháp canh. Điều này có nghĩa sắp có căn cứ xuất hiện, cuối cùng, trong tầm mắt xuất hiện một tường thành cũ nát, nhưng nhìn từ xa thậm chí còn không bằng căn cứ thừa bắc. Quy mô chỉ có thể coi là một trấn nhỏ. Hàng trấn chỉ là một tiểu trấn cực kỳ bình thường nhưng là một căn cứ độc lập rất nhỏ, vì thành thị phụ trách quá xa ngoài tầm tay với, theo thời gian dần trôi qua nơi này lại trở thành thế giới độc lập. Trời cao hoàng đế xa, trấn trưởng hàng trấn cũng chỉ là một cổ võ giả cấp F8, nhưng đây đã là sức chiến đấu mạnh nhất ở hàng trấn, chỉ là một trấn nhỏ không đáng chú ý lúc này lại rất náo nhiệt tần phong lái xe trên đường phố hàng trấn người xung quanh đều ngạc nhiên hâm mộ nhìn xe của tần phong chiếc xe dần dừng lại trước một cánh cửa có viết tiệm trang bị chấn sơn người đi ngang qua đều cảm thấy hóa ra là vậy không phải người này cũng đến theo đuổi lưu tuyết chứ lần này lại có chút thực lực xe này quá ngầu chắc chắn là mua ở căn cứ khác bên chúng ta lại không có tần phong nghe xung quanh nói chuyện cười nhạt một tiếng lưu tuyết hắn chỉ mới gặp vài lần nữ tử này rất cao ngạo đáng tiếc tuổi trẻ mất sớm tần phong đi đến hàng trấn này là vì trước khi hắn sống lại sau khi trốn khỏi cô nhi viện đã lăn lộn đến nơi này chưa ở được một tháng đã xảy ra việc sinh vật vết nứt không gian xâm lấn toàn bộ thôn trấn đều chìm vào tuyệt cảnh lúc ấy lưu tuyết là năng lực giả cấp ép lại ở bên ngoài cho đến khi Tần Phong và Lưu Thúc phá vòng vây cũng không thấy nàng trở về, nghĩ cũng biết nàng đã chết trong trận chiến kia. Xuống xe đi, chính là nơi này, Tần Phong mở cửa xe ra, đám người đầy trông mong nhìn sang, vừa thấy Tần Phong cũng đôi mắt tỏa sáng. Thời gian nửa tháng ngắn ngủi, xương cốt của Tần Phong nhanh chóng thay đổi, thân thể đã cao đến 1,8 mét, quần áo tác chiến T7 giá trị 15 vạn kết xù đường cong đẹp đẽ, cao cấp mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ khiến Tần Phong càng thẳng tắp, cả người tràn đầy lực lượng. Nhìn đến đây, trong mắt mọi người đều là vẻ hâm mộ, lại còn trẻ như vậy, dáng vẻ còn rất đẹp trai. Nhưng lúc ánh mắt những người này nhìn vào huy chương năng lực giả trên ngực Tần Phong lại hơi khựng lại. Lại chỉ là huy chương năng lực giả cấp D, hơn nữa, ngay cả một hậu tố cũng không có, vậy chỉ có thể là người vừa xác nhận đẳng cấp trong chốc lát, mọi người lại cảm thấy tiểu tử trước mắt không biết tự lượng sức mình tần phong lại không để ý đến suy nghĩ của những người khác sau khi hắn xuống xe bạch ly cũng xuống xe theo dù đeo kính đen và mũ cũng khiến người ta rất chú ý huống chi bạch ly còn tự nhiên hào phóng kéo cánh tay tần phong hai người cùng đi vào trong cửa hàng lần này quần chúng vây xem cũng biết mình hiểu lầm dù sao nếu đúng là theo đuổi lưu tuyết cũng không thể dẫn theo một nữ sinh khác đến lại còn thân thiết như vậy tần phong cũng mặc kệ những quần chúng vây xem đang tự tưởng tượng này ánh mắt nhìn tiệm trang bị chấn sơn chỉ cảm thấy trí nhớ cũng trở nên sống động sáng sủa sạch sẽ mặt tiền cửa hàng rất lớn trên cửa thủy tinh còn dán một tờ đơn tuyên truyền viết tuyển nhân viên bán hàng bao ăn bao ở năm đó bản thân tần phong bị trọng thương thực lực không đủ miễn cưỡng ngồi nhờ xe đến hàng trấn không có chỗ nương tựa công việc này thật sự rất thích hợp với hắn hiện tại lại không thể làm như thế tần phong đi vào cửa lưu chấn sơn ngồi trên ghế lão bản phát hiện khách hàng vào cửa thuận tiện nhìn lướt qua biết nhà giàu đã đến vị khách này cần gì không không đợi nhân viên tiến lên lưu chấn sơn đã vui vẻ tươi cười nghênh đón tần phong gật đầu với hắn ta mở miệng nói ta muốn nghịch hướng phản luyện một trang bị các ngươi có kỹ thuật này không đương nhiên chỗ ta có thể tiếp nhận định chế tư nhân nghịch luyện là chuyện nhỏ ta đã tốt nghiệp chế tạo phù văn chuyên nghiệp phụ thân ta là thợ chế tạo phù văn cao cấp. Đáng tiếc qua đời quá sớm, Lưu Thúc cười hiếp mắt nói. Tần Phong mỉm cười biết Lưu Thúc đang khoác lác, nhưng hắn không vạch trần đối phương. Ừm, luyện chế cái này. Tần Phong lấy ra khải giáp của vương giả kỵ sĩ, khải giáp này đã biến dạng nghiêm trọng, Tần Phong lấy giới chỉ phù văn không gian trên ngón tay ra. Có điểm tích lũy săn giết quân đoàn zombie, hắn cũng đổi một trang bị phù văn không gian, cũng vì che giấu thân phận dị năng giả không gian của bạch ly làm vậy cũng thuận tiện hơn nhiều khải giáp của vương giả kỵ sĩ vừa xuất hiện đôi mắt lưu chấn sơn thẳng tắp đây rõ ràng là do sinh vật có trí khôn ở dị giới chế tạo ra không có ánh sáng hiện ra sau khi khoa học kỹ thuật hiện đại dung hợp lại càng có vẻ phong cách cổ xưa tài liệu dung hợp ít nhất là đẳng cấp thú vương nói cách khác mặc dù sau khi nghịch luyện sẽ lãng phí một bộ phận nhưng tuyệt đối lấy được tài liệu cấp vương giả khác một tài liệu cấp vương giả có giá trị bao nhiêu cấp ép cũng ít nhất mấy ngàn vạn tuy mặt tiền tiệm trang bị phù văn của hắn ta rất lớn hàng hóa cũng không ít nhưng vốn lưu động cũng không được mấy ngàn vạn ách ngươi thật sự muốn nghịch luyện ở chỗ ta đồ tốt thế này không phải nên đưa cho công ty lớn dùng thiết bị chính xác cao để luyện chế sao nếu không sẽ rất dễ tổn thất một số tài liệu Cửa hàng nhỏ có chỗ tốt của cửa hàng nhỏ, có kỹ thuật như vậy hay không? Tần Phong nói. Lúc này Lưu Chấn Sơn cũng hiểu ra, xem ra Tần Phong muốn giữ bí mật, có lẽ khải giáp này không rõ lai lịch. Lưu Chấn Sơn tự cho là tìm được đáp án, tất nhiên cũng không muốn bỏ qua đơn hàng này. Có, hiện tại phí dụng nghịch luyện là 800 vạn, cần nộp một phần 10 tiền đặt cọc. Ba ngày sau trả hàng, Lưu Chấn Sơn nói. Tần Phong gật đầu ký hợp đồng với đối phương, thanh toán, để lại dãy số truyền tin mới rời đi. Nhưng hắn không vào xe bay, mà tiến vào một khách sạn ở ngay bên cạnh. Thoạt nhìn lão bản nương của khách sạn này khoảng 37, 38 tuổi, vẫn còn rất trẻ tuổi, Tần Phong lại biết vị này là mẫu thân của Lưu Tuyết, thê tử của Lưu Chấn Sơn, Kiều Nhạn. Địa điểm của khách sạn này và tiệm trang bị phù văn vừa rồi cũng khá lớn căn phòng phía trên tiệm trang bị phù văn này đều là phòng khách sạn, không có một tí thực lực bối cảnh sẽ không có được tài phú như vậy. Nhưng đừng nghi ngờ địa vị của một cổ võ giả cấp ép ở trấn nhỏ này, mặc dù Lưu Tuyết mới 20 tuổi nhưng sau khi có được thực lực cấp ép, thậm chí địa vị còn cao hơn Tiết Hưng Phúc ở căn cứ Thừa Bắc, vào ở trong khách sạn, Tần Phong cũng tiếp vào tu luyện. Trải qua vô số lần thôn vệ, nội lực của Tần Phong đã đạt tới cấp F4 nhưng trong trận chiến đấu sau cùng có hai cổ võ giả bị Tần Phong hút nội lực, cộng thêm dược phẩm đổi lấy khiến trong thân thể Tần Phong tồn trữ rất nhiều nội lực. Nhưng hiện tại đan điền của Tần Phong rộng lớn, tạm thời không luyện hóa cũng không có chuyện gì. Bây giờ đến được chỗ an toàn, vì đề phòng sau này có chuyện đột nhiên xảy ra, Tần Phong còn dự định đặc biệt thôn vệ cô động một lần. Dị năng, thôn vệ Trước đó hấp thu nội lực vũ khí của cổ võ giả trong trận chiến, lại đã bắt đầu cường hóa bản thân Tần Phong, nội lực trả về hòa vào trong đan điền của Tần Phong. Cấp F4, chỉ có điều, mặc dù nội lực chiếm cứ trong đan điền là cấp F4, nhưng số lượng lại mạnh hơn cổ võ giả cấp F4 bình thường gấp 10 lần, sau đó, Tần Phong lại lấy ra hai đoạn xương, không hề nghi ngờ, hai đoạn xương này một cái là vương giả kỵ sĩ, cái còn lại là hắc bào huyết tinh giả chiến lợi phẩm của hắc bào huyết tinh giả rất ít, tinh hạch bị tần phong nuốt riêng. Sau cùng tất cả mọi người tranh đoạt áo tràng trang bị phù văn bị tần phong phá hoại nhưng còn có năng lực nhất định, xương. Cốt lại trả cho tần phong. Dị năng, thôn vệ. Dị năng thôn vệ lại bộc phát, lần này tần phong rõ ràng cảm giác được xương cốt của mình đang không ngừng cường hóa. Màu sắc xương cốt dần nhuộm thành màu đen như sắt thép. Thật ra hai đoạn xương cốt vương giả này cũng không bằng một bàn tay của người lúc trước, thể nhưng thể tích bàn tay lúc trước quá ít, sau khi cường hóa chỉ mang tới một số tiềm lực. Ngược lại, hai đoạn xương cốt cấp bậc vương giả này lại là hàng thật, sau khi hấp thu khiến xương cốt tần phong có thể đạt được sự cường hóa đầy đủ. Ba ba Thân thể tần phong phát ra một tiếng đổ đùng, nếu tính toán chính xác, chiều cao của hắn vừa dài thêm một cm, đã đạt tới khoảng 1m81, phù. Tần Phong mở to mắt, chỉ cảm thấy thân thể mình có được lực lượng cường đại, e rằng chỉ có thú vương mới có thể có cường độ xương cốt này. Nói Tần Phong là thú vương hình người cũng không khoa trương. Sau cùng, Tần Phong mới lấy ra tinh hạch của hắc bào huyết tinh giả. Tu luyện một lúc, ý thức lực cũng đạt tới cấp F3, tuy cường độ không thể so sánh với cổ võ giả nhưng cũng đã đủ. Sắc trời đã dần tối, Tần Phong dẫn theo Tiểu Bạch đi xuống đại sảnh ở dưới lầu ăn cơm. Dưới đại sảnh đều là tiệc đứng, một đám người top 5 top 3 tập trung ở đây, tiếng nói chuyện không ngừng như một đoàn đay rối, khiến nhà ăn có vẻ rất ồn ào. Một tiểu trấn biên giới không ở Tiền Tuyến, theo lý thuyết sẽ không có nhiều khác như vậy, má nó, trước đó ai nói nơi này có tinh giác thú, hại lão tử đi vô ích một chuyến. Hiện tại bóng quỷ cũng không thấy. Có phải người trong căn cứ này truyền ra để lừa người không, vì để lão tử đến nơi này tiêu tiền có cho bọn họ cũng không dám. Không phải hôm qua có người nói thấy ở ngoài thành sao? Từng, không sai. Thật ra Tần Phong không cần nghe cũng biết bọn họ nói cái gì. Tinh giáp thú là một loại dị thú rất đặc thù, có thể thôn vệ khoáng vật hóa thành năng lượng của bản thân, thân thể hiện ra màu sắc thủy tinh trong suốt. Quan trọng nhất là, năng lượng hạch tâm của nó là một loại tài liệu hợp thành vô cùng mạnh, gia nhập vào trong trang bị phù văn có thể khiến trang bị phù văn đó có được năng lực cường hóa không ngừng. Cũng như thanh vương đao từ vũ khí cấp D biến thành vũ khí cấp F, cộng thêm một số tài liệu là được, nhưng loại tăng lên này có hạn chế, có lẽ đến cấp F sẽ không được nữa. Có người nói đến khi đó đổi một thanh đao mới không phải là được sao, nhưng nếu Tần Phong hòa tinh thần thiết vào trong thanh vương đao thì sao, khi đó, dù là nghịch luyện cũng phải lãng phí rất nhiều tinh thần thiết không bằng gia nhập hạch tâm tinh giáp thú, sau đó lại cho thêm tài liệu cao cấp. Vì vậy, hạch tâm tinh giáp thú không phải nhu yếu phẩm mà rất nhiều người đều cần, lại là thứ mà một số cao thủ sẽ thu mua. Cứ thế, khiến giá trị hạch tâm của một tinh giáp thú bị xào đến 3.000 vạn, đối với một dị năng giả cấp ép bình thường gần như là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Dù sao không phải tốc độ kiếm tiền của tất cả mọi người đều như tần phong. Tiểu Bạch, ngươi muốn ăn gì? tự đi lấy đi, Tần Phong để Bạch Ly đi chọn đồ ăn. Bạch Ly không quá để ý những thức ăn này, đã sớm nhìn một vòng. Nàng hơi biểu môi, nói, lão công, ta muốn ăn đùi gà, muốn ăn cánh gà, đều không có. Tần Phong cười khẽ, nói, đừng kén ăn như thế, bò bít tết cũng không tệ. Có muốn nếm thử không? Nhưng không đợi Bạch Ly trả lời, một năng lực giả cấp dê đứng bên cạnh bọn họ đã sớm cười kỳ quái tiểu muội muội lão công ngươi không cho ngươi ăn gà ta cho ngươi ăn ngươi theo ta đi tối về ta cho ngươi ăn đại kê kê nói xong người này lại nở nụ cười bỉ ổi trong mắt tần phong bắn ra tia sáng lạnh người kia không sợ hãi nhìn tần phong thậm chí còn tỏ ra đang gây hấn với hắn chỉ là một dị năng giả cấp dê mà thôi tần phong đặt đĩa ăn vào tay bạch ly đột nhiên đưa tay về phía năng lực giả cấp ép này khóe miệng người kia nở nụ cười lạnh, đưa tay ngăn cản. Tiểu tử, còn muốn. Hắn ta còn chưa nói hết lời, lực lượng trên nắm tay Tần Phong đột nhiên nổ tung, cánh tay người kia răng rắc một tiếng bị bẻ gãy, lực lượng trên nắm đấm không giảm hung hăng đụng vào mặt người kia, đánh đối phương lùi lại. Phốt. Mấy cái răng hàm theo một quyền này bay loạn trong miệng, nôn ra ngoài. Tần Phong lại trở tay tát một cái, lần này lại là bàn tay đánh nam nhân kia nghiêng đầu sang một bên cả khuôn mặt cũng thay đổi hình dạng a à, há miệng ra một loạt răng bay ra ngoài ngay cả máu tanh hôi cũng bị nôn ra trên đất miệng quá thối nên đi rửa một chút tần phong lạnh lùng nói thu tay về liên tục bị đánh hai phát cả hàm răng đều rơi sạch năng lực giả này gần như dẫn đến phát điên không chỉ như thế hiển nhiên năng lực giả kia không đến một mình ba bốn người đột nhiên đứng lên từ chiếc bàn bên cạnh muốn tiến lên giúp đỡ chỉ có điều người bị đánh càng tức giận hơn thấy tần phong quay đi không nhìn mình mà nhận lấy đĩa ăn trong tay bạch ly dáng vẻ như muốn tiếp tục chọn lựa đồ ăn khiến hắn ta giận không kìm được chết cho lão tử hắn ta nói chuyện mơ hồ không rõ nhưng trong mắt là sát khí dày đặc nội lực cả người nổ tung băng quyền sóng khí khổng lồ chập trùng ra một chiêu quyền pháp này dù là người cấp e rằng cũng bị trọng thương. Nhưng Tần Phong như mọc mắt sau lưng, như người đá một cái, dáng vẻ không hề bổ sung nội lực cuồng bại lại tùy tiện phá tan khí tràn băng quyền của đối phương. ầm một đá của Tần Phong đánh sau lại đến trước, đá vào cái bụng to phền của năng lực giả kia. Sau khi đá một cái, năng lực giả bay ra ngoài theo lối đi nhỏ, bay hơn 20 mét mới ầm một tiếng đụng vào tường. a à, người kia ôm bụng nôn ra từng nguồn máu tươi. Ba người vốn định đến giúp đỡ đều dừng bước, vô cùng nghi ngờ nhìn Tần Phong. Dù sao bọn họ cũng biết thực lực của đồng bạn, võ kỹ băng quyền này có lực chiến đấu cực mạnh, tốc độ nhanh, thuộc về chiêu thức khổ luyện bộc phát, lại bị đối phương ra tay phá mất. Không chỉ như thế, lại căn bản không thể đối kháng với một đá của đối phương, chỉ có thể nói nội lực của đối phương mạnh hơn, mạnh đến mức đồng bạn của bọn họ căn bản không có cách nào chống đỡ coi như chúng ta có mắt như mù tạm biệt người kia sợ hãi cơm cũng không ăn dẫn theo hai người còn lại đi đến bên cạnh người bị thương kia đỡ hắn ta rời đi hiển nhiên là đi tìm bác sĩ tần phong cũng không có khẩu vị trên mặt đất toàn là máu mùi thối ngập trời vô cùng khó ngửi được rồi chúng ta quay về ăn tần phong dẫn theo bạch ly rời đi tất cả người có mặt trong nhà ăn đều nhớ kỹ hai người lại có loại người giả heo ăn thịt hổ như vậy đeo một cái huy chương năng lực giả cấp dê, không phải cố ý để người ta bắt nạt sao? Sau này thất hắn thì trốn xa chút. Người này không đến tìm tinh giác thú chứ? Trong chốc lát, những người này đều kiên về Tần Phong. Dẫn theo Bạch Ly quay về phòng, hắn lại dùng điện thoại mua đồ ăn. Lấy một đĩa cánh gà và đùi gà từ được. Ánh mắt Bạch Ly đầy vô tội nhìn về phía Tần Phong. Vì sao vừa rồi ngươi đánh nhau với hắn? ta ăn gà chẳng lẽ không đúng sao? Không phải trước đó đều có thể ăn sao, Bạch Ly biểu môi. Tần Phong đưa tay bóp cái miệng nhỏ nhắn của đối phương, mềm nhũng khiến người ta muốn ăn một miếng. Chờ sau này ngươi sẽ biết. Tuy người khác đùa dẫn Bạch Ly khiến Tần Phong rất tức giận, nhưng thật sự nghĩ đến hình ảnh kia, Tần Phong vẫn cảm thấy trong lòng nóng bỏng. Rốt cuộc là cái gì? Hồ Ly cũng tò mò. Bạch Ly tức giận hất cầm lên. Ừm, vấn đề này quá thâm ảo, chúng ta nghiên cứu thảo luận đơn giản một chút. Tần Phong tiến tới chặn miệng Bạch Ly, quả nhiên mùi vị không tệ, mềm mại đàn hồi, Tần Phong ăn đến khó phân thắng bại, chờ đến khi chuông cửa đưa đồ ăn kêu lên, Tần Phong mới không nở buông tay buông Bạch Ly ra. Cửa phòng mở ra, người đẩy xe ăn lại là một cô nương xinh đẹp hơn 20 tuổi. Lưu Tuyết, Lưu Tuyết mặc quần áo tác chiến lạnh lùng, trước ngực đeo ký hiệu F3 rất nổi bật tiên sinh đây là đồ ăn mà ngươi đặt qua điện thoại thuận tiện nói một chút tối hôm nay ngươi đánh nhau với một năng lực giả khác ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của ta phá hoại rất nhiều đồ ăn cho nên số tiền này ta sẽ tính vào hóa đơn của ngươi tiên sinh không có ý kiến gì chứ tần phong gật đầu không có ý kiến số tiền này cũng không có gì phải so đo hơn nửa năng lực giả kia bị hắn đánh rụng răng đều rơi vào tiệc đứng nhiều người nhìn như vậy chắc chắn phải đổi hết số đồ ăn kia những đồ ăn này cũng không tốn bao nhiêu tiền tần phong bằng lòng trả vậy thì tốt cảm ơn tiên sinh đã phối hợp nếu có thể hy vọng lần sau tiên sinh đừng làm như vậy lưu tuyết nói rất khách sáo giọng điệu lại mơ hồ có ý uy hiếp nếu tần phong còn như vậy thì nàng sẽ ra tay chỉ cần bọn họ đừng chọc đến ta tần phong lạnh lùng nói hắn cũng không phải người nén giận lưu tuyết bất mãn nói ngươi không dẫn theo lão bà của ngươi ra ngoài e rằng sẽ không có chuyện như vậy nếu không có lực chiến đầu thì đặt ở chỗ an toàn đi lại còn dẫn ra ngoài ngươi ngại chưa đủ nhiều rắc rối đi tần phong im lặng tiểu thư đây là chuyện của riêng ta hừ kẻ đồi bại lưu tuyết hừ lạnh một tiếng khinh bỉ nhìn tần phong đẩy toa ăn rời đi tần phong im lặng lưu tuyết này đúng là cố tình gây sự sao hắn lại biến thành kẻ đồi bại nhưng nể mặt lưu thúc tần phong cũng không so đo những thứ này ngày hôm sau tần phong lại thức dậy vừa sáng sớm đã dẫn theo bạch ly đến bồn hoa phía sau khách sạn đi dạo đồng thời cầm thanh vương đao tự hỏi cổ võ giả đến cấp ép cũng có võ kỹ có phải bây giờ ta cũng cần phải tu luyện một chút không đúng rồi trước khi sống lại ta còn thu được một cái phần thiên đao pháp không bằng dùng cái này đi phần thiên đao pháp này có yêu cầu đặc biệt cao nội lực thông qua cách vận chuyển khác biệt lại trải qua kích hoạt huyệt đạo đặc thù đánh ra, hiện ra trong nội khí hỏa diễm, phối hợp với sử dụng đao pháp, gần như có thể so sánh với dị năng hệ hỏa. Tinh thần Tần Phong đột nhiên khẽ động. Ta đã có dị năng hệ hỏa, phối hợp sử dụng với phần thiên đao, không biết có phải sẽ có hiệu quả mạnh hơn hay không. Nghĩ vậy, Tần Phong đã thôi động nội lực, rót vào phù văn hệ hỏa. Trong chốc lát, trên thanh vương đao bùng lên một mảnh lửa. Hỏa diễm đao mang Mấy chiêu cơ sở nhất của phần thiên đao pháp bị Tần Phong thi triển ra, lại có uy lực cực kỳ cường đại. Lại đến, hỏa thụ ngân hoa. Một án lửa hiện ra hình nửa vòng tròn bắn ra, đao quang khúc xạ trong đó như bông hoa lấp lóe, nhưng lại không phải hỏa thụ ngân hoa. Tần Phong còn muốn luyện tiếp, bộ đàm lại đột nhiên truyền đến tiếng tích tích tích. Nhắc nhở quan trọng, có dị thú đặc thù xuất hiện, cách vị trí hiện tại của ngươi 923 mét, xin chú ý xem xét xin chú ý xem xét tần phong thấy nhắc nhở trên máy truyền tin lập tức trở nên nghiêm túc đến rồi cái gọi là dị thú đặc thù chính là tinh giáp thú tinh giáp thú ăn một số khoáng thạch sau khi đi ngang qua hàng trấn bị các bên đuổi giết khiến nó không có cơ hội bổ sung cái gì hơn nữa tinh giáp thú cũng không phải một dị thú đào khoáng mà là một loại côn trùng còn là côn trùng có thể phi hành dưới tình huống đối phương không ăn uống gì năng lượng thể lớn nhất toàn bộ hàng trấn này, e rằng chỉ có trang bị ổn định không gian, thế là bi kịch của hàng trấn bắt đầu. Tinh giáp thú ăn hết năng lượng của trang bị phù văn, vết nứt mở ra dẫn đến toàn bộ hàng trấn sụp đổ. Nếu ngăn cản hành động của tinh giáp thú, vậy hàng trấn sẽ không sụp đổ, e rằng lưu thuốc cũng không đi cùng ta, trong đầu Tần Phong suy nghĩ. Nhưng nghĩ lại Tần Phong vẫn quyết định thu phục tinh giáp thú. Cho dù là vì tinh giáp thú, lần này tới cũng không tính thua lỗ, cùng lắm thì sau này thực lực mạnh lại đến mời chào, trong tận thế này có ai hy vọng phiêu bạc khắp nơi chứ? Dù sao hàng trấn cũng là quê hương của Lưu Thúc. Nghĩ vậy, Tần Phong đã hạ quyết tâm. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút, rốt cuộc tinh giáp thú này thần kỳ đến mức nào. Tần Phong dẫn theo Bạch Ly nhảy ra khỏi căn phòng, đi ngang qua con đường, tiến đến vị trí của tinh giáp thú. Khoảng cách đang không ngừng gần hơn, không chỉ như thế, xung quanh cũng có năng lực giả khác xuất hiện. tất nhiên những người này nghe được tin tức, muốn đến bắt tinh giáp thú, ha ha, đạp nát cốt sắt cũng không thấy, không ngờ tinh giáp thú lại xuất hiện trong trấn. những người đi ra ngoài tìm vào trước đó, e rằng bây giờ đã hối hận đến phát điên. chờ bọn họ trở về, tinh giáp thú đã thuộc về chúng ta. các huynh đệ, cẩn thận những người khác. ai muốn chạy tới giành với chúng ta, cứ giết chết bọn họ xung quanh đều là tốt năm tốt ba người, những người này đề phòng nhau, trong mắt đều là vẻ thù địch. Tranh đoạt giả ngoại quá bình thường, đương nhiên, lúc mọi người chạy đến quảng trường chính giữa hàng trấn lại phát hiện máy truyền tin nhắc nhở, thông báo tin giáp thú cách bọn họ khoảng 200 mét. Điều này khiến bọn họ vô cùng nghi ngờ. Lúc này, năng lực giả cấp ép có mặt ở đây đều khoảng 50 người, trong đó lại bao gồm Lưu Tuyết Nữ Nhi của Lưu Chấn Sơn. Tin giáp thú đâu, Tất cả mọi người đều nghi ngờ, chỉ có Tần Phong đột nhiên kéo cánh lượng che giấu ở sau lưng. Xoẹt xẹt. Lên, Tần Phong đạp chân xuống đất, đột nhiên lao lên độ cao 3 tầng, cánh lượng lay động, hệ thống năng lượng được kích hoạt, phù văn hệ phong trợ giúp Tần Phong một phát lên trời. Tất nhiên người xung quanh cũng bị động tác của Tần Phong hấp dẫn, đồng thời nghĩ đến điều gì đó. Ở trên trời. Lúc này, cũng có người lao đến trang bị ổn định không gian thật lớn bọn họ nhận được tin tức biểu hiện khoảng cách với tinh giáp thú gần hơn kết 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 những người này đều nghe được một số tiếng động toàn bộ trang bị ổn định không gian truyền đến cảnh cáo phần ngoài hệ thống năng lượng bị phá hỏng xin nhanh chóng bảo vệ dưới ánh mặt trời tinh giáp thú kích cỡ bằng chậu rửa mặt như một hình kim cương cỡ lớn chiếc xạ ra ánh sáng bảy màu tần phong bay một phát đến gần trang bị ổn định không gian đã thấy vị trí của tinh giáp thú trang bị ổn định không gian vô cùng to lớn, đường kính một cái mâm tròn ở giữa cũng đủ 50 mét, ba hướng xung quanh mâm tròn chia ra kết nối với thông đạo dài hình sợi, trang bị ổn định không gian như một cái quạt được sắp xếp phía trên hàng trấn. Bây giờ, tinh giáp thú đang ở trên một bên cánh quạt gặm ăn bên ngoài, vị trí vừa hay là điểm dự trữ của trang bị năng lượng. Chết cho ta! Tần phong đâm thanh vương đao trong tay về phía tinh giáp thú tinh giáp thú như cảm nhận được nguy hiểm lập tức mở hai cánh ra nhanh chóng né tránh công kích của tần phong lúc này chỗ nó đứng trước đó lại xuất hiện một cái hố to dịch năng lượng hơi mờ bắt đầu chảy ra cho dù ở bên ngoài tần phong cũng đã nghe được tiếng cảnh báo truyền đến từ bên trong nhanh dịch năng lượng tạm thời chảy ra tiến hành chữa trị phần ngoài mở ra cửa khoang đỉnh chóp. nhanh lên trang bị không gian không ổn định rồi tinh giáp thú bay vòng quanh trang bị ổn định không gian tần phong đứng ở chỗ cái lỗ bị nó phá hoại nhưng nó cũng không rời đi lúc này nhân viên bảo trì đã đi ra từ bên trong trong tay cầm theo công cụ sau khi thấy tần phong cũng ngạc nhiên ngươi là ai hỏi cái gì nhanh chữa trị trang bị ổn định không gian tần phong giận quát một tiếng ông tinh giáp thú đột nhiên lao xuống nó thật sự là dị thú đặc thù thực lực cũng không mạnh, giá trị lại cực cao nhưng dù sao cũng là một cấp ép, vẫn có một ít năng lực công kích. Vẻ ngoài tinh giáp thú như là một giáp trùng, có chút giống bọ rầy, lúc vô cánh im hơi lặng tiếng, hơn nữa vì trong suốt nên có thể hòa vào màu sắc khác để che giấu tung tích, vì vậy trang bị phòng không chưa kịp cảnh báo phát hiện đã tiếp cận trang bị ổn định không gian. Giữa không trung, tinh giáp thú lập tức biến mất, lúc xuất hiện lại đã ở sau lưng nhân viên cầm công cụ bảo trì, Tần Phong lắc người một cái đã đến bên cạnh đối phương, vung thanh vương đao lên. A, à, Nhân viên bảo trì này không ngờ Tần Phong nhanh như vậy, lúc ra tay cũng thẳng tiếng không lùi, tưởng hắn muốn giết mình nên vội vàng né tránh, ngồi bệt xuống đất. Không chỉ như thế, công cụ trong tay còn rơi xuống từ trang bị ổn định không gian. Loãng xoảng. Tần Phong và tinh giác thú đánh nhau. Cánh của tinh giác thú cứng rắn như sắt, Mặc dù thanh vương đao được chế tác từ tài liệu cấp vương dê, lại mềm yếu không cách nào chặt đứt chiếc cánh này. Đương nhiên, lần này lại cản trở tinh giác thú cắt đầu nhân viên sửa chữa. Nhân viên sửa chữa này nhìn đến đây cũng hiểu người này đến giúp đỡ, người thật sự phá hỏng trang bị ổn định không gian là tinh giác thú này. Công cụ, công cụ rơi mất, ta về lấy. Người kia hoảng hốt nói, lộn nhào chạy về bên trong. Ngay lúc này lại có hai người đeo cánh lượng đến đây sau khi thấy tinh giáp thú lại hưng phấn kêu lên một tiếng. Phanh 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 phanh. Một người trong số đó rõ ràng là thương giới giả tầm xa, thấy tinh giáp thú xuất hiện lập tức nổ súng bắn. Sắc mặt tần phong thay đổi, viên đạn liên tiếp rút xuống phun ra ngọn lửa, trực tiếp điểm đốt dịch năng lượng. Những dịch năng lượng này đều là cung ứng cho trang bị ổn định không gian, chiến xa huyền phù của Tần Phong cũng sử dụng loại này, có thể nói đây là một loại nhiên liệu. Tần Phong đột nhiên nhào về phía trước, bay ra ngoài, cũng không tiếp tục quản tinh giáp thú và người đuổi theo nữa, một đám thiểu năng trí tuệ, Tần Phong muốn dùng lời nói ác độc nhất để chửi mắng đám người này. Oanh. Trên không trung 5 mét xảy ra vụ nổ tận trời, hòm năng lượng của trang bị ổn định không gian bị nổ tung, đây cũng không phải tùy ý nổ một viên pháo nhỏ bên trong căn cứ thừa Bắc, trang bị ổn định không gian thật lớn trên bầu trời gần như bị nổ tung thành hai mảnh từ giữa. Kẻo kẹt kẻo kẹt một cái quạt cánh của trang bị ổn định không gian nổ tung bắt đầu nghiêng đi mạch điện phát ra tiếng ken ken vị trí nối liền càng ngày càng ít chạy đi người phía dưới thấy cánh của trang bị ổn định không gian thật lớn rơi xuống nhao nhao hô to nhưng người trong tòa nhà phía dưới căn bản không ngờ sẽ xảy ra tai nạn thế này đều không kịp né tránh cho dù là tần phong lúc này căn bản không có cách nào ra tay ầm ầm cánh quạt của trang bị ổn định không gian rơi xuống đập vào một tòa cao ốc lập tức khiến tòa cao ốc sụp xuống không chỉ như thế trang bị ổn định không gian chỉ còn lại hai cái cánh quạt cũng đang từ từ nghiêng đi trang bị lơ lửng không cách nào gánh chịu loại quái vật khổng lồ này huống chi trang bị ổn định không gian đã mất một góc cuối cùng không cách nào bảo trì hoàn chỉnh nữa tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh mọi người căn bản không kịp ngăn cản tiểu bạch đi Tần Phong hét to một tiếng. Bạch Ly lập tức xuất hiện bên cạnh Tần Phong, hai người cùng biến mất, hiện trường vô cùng hỗn loạn không ai chú ý đến Tần Phong. Lại một tiếng ầm vang bộc phát, trang bị ổn định không gian thật lớn rơi xuống quảng trường chính giữa hàng trấn. Trang bị ổn định không gian tuyệt đối là dụng cụ tinh vi nhất, cũng có giá trị vô cùng to lớn nhưng điều này không có nghĩa nó có lực phòng ngự mạnh đến mức nào. Ngược lại vì tiết kiệm nguồn năng lượng nên lực phòng ngự của trang bị ổn định không gian gần như bằng không, dù sao thành trấn có cảnh báo không gian và vòng phòng hộ bên ngoài, một khi có uy hiếp trên không trung chắc chắn sẽ nghiêm khắc tấn công. Chẳng ai ngờ rằng hàng trấn sẽ bị một tinh giáp thú có năng lực ẩn thân cực mạnh xâm lấn, lại bị một thương giới giả không có đầu óc phá hủy trang bị ổn định không gian. Tần Phong không biết tai nạn xảy ra đời trước có phải vì lý do này không. Nếu sớm biết hắn chắc chắn sẽ giết thương giới giả này trước. Trang bị ổn định không gian bị phá hoại khiến người ta bất ngờ. Rất nhiều người còn mờ mịt không biết làm sao, nhưng tòa cao ốc nổ tung đổ sụp ở hiện trường đã khiến nơi này hỗn loạn tưng bừng. Thủ bị quân phòng thủ và đội tuần tra lần lượt xuất hiện, không chỉ như thế còn có một bóng người cuồng bạo, gần như là tức giận xuất hiện. Cường giả của hàng trấn, trấn trưởng Thạch Thiên Hải. Là ai, rốt cuộc là ai làm? Thạch Thiên Hải thật sự không thể tin được, đây chính là trang bị ổn định không gian đó, căn bản đặt chân của một thôn trấn. Nhưng hắn ta cũng không gầm thét được bao lâu, ngay sau đó vị trí ban đầu của trang bị ổn định không gian đột nhiên xuất hiện vết nứt. Khe nứt này gần như là cắt qua chân trời, từ không trung cách trăm mét rơi thẳng xuống đất, rộng tròn 10 mét. Tích 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 tích. Gần như không cần nhìn, bộ đàm của Tần Phong đã rung lên dữ dội thậm chí toàn bộ hàng trấn đều nhận được tin tức. Ngay sau đó, đã có rất nhiều sinh vật lao ra, tầng phong cách khá gần nhìn đến đây cũng thay đổi sắc mặt. Dù là đời trước được chứng kiến, hiện tại vẫn cảm thấy hình ảnh này khiến người ta rất sợ hãi. Thứ đi ra trước nhất, lại có tốc độ di chuyển nhanh nhất là thị huyết giáp trùng, đây là trùng thú cấp F, thậm chí là đến cấp F5, không chỉ như thế số lượng của chúng nó còn thành đàn, một con đã khó đối phó, dù sao cũng là trùng thú phi hành huống chi là một đám những năng lực giả cấp ép dọc theo quảng trường trung ương bị công kích trước tiên khai hỏa hỏa lực áp chế đừng để bọn chúng xông lại nhanh lùi lại trong đám đông hô to một thương giới giả nhanh chóng bị đuổi kịp điên cuồng bắn phá súng tiểu liên trong tay thế nhưng cũng không có cách nào tốc độ của đám thị huyết giáp trùng này thật sự quá nhanh giết chết một con chẳng mấy chốc lại thêm một con Chẳng mấy chốc thương giới giả này bị một con thị huyết giáp trùng đụng ngã xuống đất, ngay sau đó ba con thị huyết giáp trùng đã đè đối phương xuống, một cái ống dẫn dài đến cả mét duỗi ra từ trong miệng thị huyết giáp trùng, phốc phốc một cái cắm vào trong người thương giới giả. a à, Thương giới giả này hét thảm nhưng máu tươi trong thân thể nhanh chóng bị hấp thu, trong chớp mắt đã không còn sức lực giải dụa. Cảnh tượng này đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Ánh mắt tần phong nhìn qua xung quanh, đã thấy bóng dáng lưu tuyết. Không ngăn cản được trùng tộc xâm lấn hàng trấn, tất nhiên Tần Phong muốn giúp đỡ lưu tuyết xông ra khỏi vòng vây. Lúc này lưu tuyết cũng vừa đánh vừa lui, nhưng có hai con thị huyết giáp trùng đang đuổi theo đánh nàng, không ngừng cuốn lấy, vì không bị thương nên lưu tuyết cũng không dám được ăn cả ngã về không chạy trốn. Ngay lúc này, một quả cầu lửa to lớn gào thét đến từ bên cạnh, chính giữa là thị huyết giáp trùng. Oanh, thị huyết giáp trùng lập tức bị đụng bay ra ngoài một đám lửa tuôn ra hoàn toàn ngã trên mặt đất không động đậy lưu tuyết ngạc nhiên nhìn về phía ngọn lửa bắn ra dù sao rõ ràng ngọn lửa kia là có người giúp nàng nhưng lưu tuyết hoàn toàn không ngờ nàng lại thấy tần phong tần phong lao mấy bước đến vung thanh vương đao trong tay về phía một thị huyết giáp trùng khác hỏa diễm đao mang phù văn hỏa diễm bao phủ thanh vương đao lập tức tăng lên lưỡi đao tròn một mét thoạt nhìn lớn hơn gấp đôi, đao mang liếm lên người thị huyết giáp trùng lập tức cắt đối phương thành hai nửa, vết thương không có bất kỳ máu tươi gì chảy ra, ngược lại có một mùi thịt bay ra. Cảm ơn, Lưu Tuyết vội vàng nói. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, nhanh trở về đi, thoạt nhìn tình huống không tốt lắm, Tần Phong vội vàng nói. Được. Lưu Tuyết cũng đột nhiên gật đầu, lúc này chẳng những trong trấn xuất hiện khe nứt to lớn, toàn bộ trong trấn đều xuất hiện vết nứt có to có nhỏ tất nhiên lưu tuyết cũng lòng nóng như lửa đốt ai biết bây giờ trong nhà thế nào tần phong và lưu tuyết lên đường trở về trong lúc đó lưu tuyết còn giật mình nhìn bạch ly vốn tưởng bạch ly chỉ là người bình thường mà thôi nhưng tốc độ của đối phương lại không chậm hơn mình thoạt nhìn còn thoải mái thích ý không hề bối rối chút nào hiện tại cho dù là trấn trưởng thạch thiên hải cũng chạy không thấy bóng dáng tăm hơi chỉ là vết nứt xuất hiện khiến xung quanh đều hỗn loạn điên cuồng đám người chạy trốn xe chen chúc trên đường tai nạn xe cộ nhanh chóng phong tỏa con đường không ai ra được a à, một người hét thảm trên chân bị một con hắt thiết trùng cắn cứu ta cầu xin các ngươi mau cứu ta hắn ta vội vàng xin giúp đỡ từ xung quanh sau khi thấy tần phong và lưu tuyết lập tức kêu to lưu đội trưởng lưu đội trưởng cứu ta là đội trưởng của một chi nhánh đội tuần tra hàng trấn, một nữ hài tử thực lực cường đại, tuổi trẻ xinh đẹp, người cả trấn đều nhận ra nàng. Lưu Tuyết lập tức do dự nhưng cuối cùng vẫn dừng bước, móc ra súng năng lượng, bắn một súng vào bên chân của nam tử này. Hắc Thiết trùng thả lỏng giác hút, nam tử kia được giải thoát, chân gần như bị cắn rơi, trong chốc lát vô cùng tuyệt vọng. Nhưng hắn ta nhìn Lưu Tuyết vẫn có hy vọng, vội vàng nắm lấy gót chân Lưu Tuyết. Lưu đội trưởng Ngươi không thể bỏ ta lại, nơi này quá nguy hiểm không chạy ra được, chúng ta đến kiến trúc phòng ngự chờ cứu viện đi. Bởi vì vết nứt xâm lấn bất cứ lúc nào, lòng đất của mỗi một tòa thành thị đều có tầng hầm phòng hộ an toàn, bãi đổ xe kính, tầng hầm phòng địch cỡ lớn, đủ để những người này tạm thời tránh né một thời gian. Trong tình huống hỗn loạn này, hiển nhiên Lưu Tuyết vẫn do dự, lúc này đây một đám người xung quanh cũng phát hiện Lưu Tuyết, lập tức tụ tập bên cạnh nàng. Người đội tuần tra Lưu đội trưởng ở chỗ này. Nhanh, nhanh đến chỗ lưu đội trưởng, nàng sẽ bảo vệ chúng ta. Lưu đội trưởng, lúc nào đội tuần tra mới đến tiêu diệt đám côn trùng này? Những người này bao bọc vây quanh lưu tuyết, nhưng lúc này mấy đao phong đường lan hung ác bò tới, những người này lập tức hét trầm lên, nhanh chóng giải tán, hoặc phải nói bọn họ đều trốn sau lưng lưu tuyết, thậm chí có người đẩy lưu tuyết vào miệng của đao phong đường lan. Hiển nhiên những đao phong đường lan này không quá cường đại, chỉ có cấp dê ba, lưu tuyết công kích mấy lần cũng tiêu diệt được, nhưng nàng bảo vệ mọi người khiến người đi theo xung quanh nàng càng ngày càng nhiều. Những người này còn muốn lưu tuyết dẫn bọn họ đến tầng hầm của siêu thị gần đó. Tần phong nhìn dáng vẻ này của lưu tuyết, cuối cùng đã biết đời trước đối phương chết như thế nào, lưu tuyết, nghĩ đến phụ thân và mẫu thân của ngươi đi, bọn họ đều là người bình thường, nếu lúc này ngươi ở lại đây thì ai đến chăm sóc bọn họ tần phong lạnh lùng nói lần này lưu tuyết càng do dự hơn rất hiển nhiên lời nói của tần phong mới là suy nghĩ trong lòng nàng sao nàng có thể yên tâm về phụ mẫu nhưng lúc này những người kia lại không muốn để lưu tuyết đi ngươi là cái gì sao có thể ích kỷ như thế vì sao muốn lưu đội trưởng đi đúng vậy hiện tại nguy hiểm như vậy để lưu đội trưởng rời đi mới là nguy hiểm đến tính mạng bên lưu chấn sơn chắc chắn cũng có tầng hầm chờ đến khi đám côn trùng này bình ổn lại mới trở về cũng được những người này ngươi một lời ta một câu tần phong cười lạnh một tiếng đá một cái vào chiếc xe bên cạnh phát ra một tiếng ầm vang tất cả yên miệng cho ta tần phong lạnh lùng quát lên nội lực chấn đến bức đám người này đầu ván mắt hoa muốn mạng thì đừng nói nhảm chạy theo ta nhưng ai muốn chỉ huy loạn thì đứng trách súng trong tay ta không nương tay tần phong lấy ra súng năng lượng chỉ về phía những người tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhưng sau khi thấy huy chương năng lực giả cấp dê trước ngực tần phong đều tỏ ra khinh thường hiển nhiên bọn họ cũng không để tần phong vào trong mắt ngươi là ai cho rằng ngươi có thể bảo vệ chúng ta đừng tự cho là đúng đúng chúng ta đang nói chuyện với lưu đội trưởng không nói chuyện với ngươi lưu đội trưởng đây là thủ hạ của ngươi không phải hắn muốn bỏ lại chúng ta chứ đây là ai dù sao căn cứ hàng trấn quá nhỏ một số người nhìn lưu tuyết lớn lên thậm chí cảm thấy đến lúc này lưu tuyết nên bảo vệ bọn họ thật ra trong lòng bọn họ cũng sợ hãi sợ lưu tuyết chạy mất nên bây giờ mới vây quanh lưu tuyết để kiềm chế đối phương không cho nàng chạy mất tần phong lại giận tái mặt cười lạnh lưu tuyết ngươi muốn ở lại hay đi theo ta ta còn để một kiện trang bị phù văn nghịch luyện ở chỗ lưu thúc Ta còn phải trở về đó, nếu biết vậy vừa rồi ta sẽ không thuận tay cứu ngươi, nếu ngươi cảm thấy ở lại đây có thể bảo vệ những người này, vậy ngươi ở lại đây đi, về phần bên Lưu Thúc, ta sẽ báo tang cho ngươi." Trong lòng Lưu Tuyết giật mình. Thật ra cho đến bây giờ Lưu Tuyết cũng biết thực lực của Tần Phong mạnh đến mức nào, nếu chỉ có mình dẫn theo nhiều người như vậy, có thể chạy trốn hay không cũng chưa biết được, chỉ có thể đi theo Tần Phong mới có một con đường sống. Nghĩ đến đây, Lưu Tuyết không do dự nữa, vội vàng nói, "Tần Phong, ta nghe ngươi, nếu mọi người muốn giữ mạng thì đi cùng chúng ta, nhà ta cũng không xa chỉ cách ba con đường, các ngươi đừng sợ." Điều này, những người này lập tức nóng nảy. Nhưng lúc này mặt đất đột nhiên chấn động, sau đó ở một bên góc đường khác xuất hiện một con ốc sên to lớn. Con ốc sên này cao 4, 5 mét, gần như đạt đến độ cao tòa nhà 2 tầng hơn nữa phía trước vỏ ốc sên lại xuất hiện hai cái đầu lắc lư liên tục vô cùng nhanh chóng có thể trực tiếp cuốn người vào trong bụng dù những người ở đây chưa từng đến học viện cao đẳng lúc ở học viện trung đẳng cũng được học dị thú đồ giám thiết bối oa ngưu hai đầu thú tướng trong chốc lát tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi mặc kệ là ai cũng biết thú tướng là sự tồn tại có thể lấy một địch mười cho dù lưu tuyết lợi hại hơn nữa cũng không ngăn cản nổi con thiết bối oa ngư hai đầu này mau trốn chạy mau mọi người điên cuồng chạy về phía trước nhưng còn thiết bối oa ngư hai đầu sau lưng càng nhanh hơn dưới chân nó gần như hình thành sóng nước khiến nó như đạp sóng mà đến tốc độ như vậy không phải hai chân của những người kia có thể chạy qua được huống chi mọi người còn phải né tránh xe cộ nhưng ốc sên mạnh mẽ đâm tới có thể đụng đổ tất cả trở ngại trước mặt lúc này nam nhân bị thương ở chân trước đó cũng liều mạng chạy trốn nhưng hắn ta vừa nhảy hai cái đã bị xe hơi do thiết bối oa ngư hai đầu đụng đổ ép ngã đầu của thiết bối oa ngư hai đầu vươn ra ba mét rẽ ngoặt một cái há to miệng rộng vèo một cái nuốt nam nhân kia vào trong bụng a à, nam nhân kia chỉ kịp hết thảm một tiếng đã không thấy bóng dáng súc sinh lưu tuyết lập tức giận dữ đánh ra một chưởng Hàng linh chưởng Chưởng pháp mang theo nội lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng một chưởng đánh tới lại thấy thân thể của thiết bối oa ngưu hai đầu trượt đi. Trên người đối phương toàn là dịch nhờ, chưởng của lưu tuyết căn bản đang gãi ngứa cho người ta. Không chỉ như thế, Tần Phong thấy hành động của Lưu Tuyết chỉ là đưa đồ ăn đến cửa, Tần Phong thật sự nghẹn họng với Lưu Tuyết. Hàng trấn thật nhiều não tàn. Tần Phong oán thầm một câu, đột nhiên xông lên trước kéo áo Lưu Tuyết hất ra sau lực lượng to lớn khiến lưu tuyết bay ra ngoài, cùng lúc đó một cái miệng kích cỡ khoảng một mét, bên trong toàn là gai ngược lạch cạch một cái đóng lại ở trước mặt nàng, nếu vừa rồi không có tầng phong, nàng đã bị đối phương nuốt mất đầu. Thiết bối oa ngưu hai đầu thấy đồ ăn chạy mất nhưng không để ý, vương ra thân mềm dãy dụa tấn công về phía tầng phong. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đưa tay đánh một cái đao mang về phía đối phương. Hỏa thụ ngân hoa. Trong nháy mắt, phía trước tần phong hiện ra một ngọn lửa hình quạt, thanh vương đao lóe lên ánh sáng màu bạc ở trong đó như thanh hoa trong lửa. Phốt! Chỉ là một kích, tình cảnh bất lực mà lưu tuyết vừa để lại lập tức được xoay chuyển, đầu thiết bối qua ngưu đã rơi xuống. Ba! Ba! Hai cái đầu đều rơi xuống đất, chất lỏng trong suốt lại chảy xuôi ra, đó là huyết dịch của ốc sên. Thanh vương đao của tần phong lại lóe lên, chặt đứt đỉnh đầu của đối phương, Hai tinh thể màu xanh hơi mờ to bằng quả trứng ngỗng xuất hiện trong tay Tần Phong. Đây là dị năng hạch tâm của đối phương. Ngơ ngác cái gì? Còn không đi. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, thật sự không quen nhìn thái độ này của Lưu Tuyết. Không quyết đoán, à. Được, được. Lưu Tuyết vội vàng đuổi theo bước chân của Tần Phong, lúc này đã khâm phục Tần Phong sát đất. Không chỉ như thế, những người bình thường vừa trốn đi cũng nhao nhao chạy ra đi theo sau lưng Tần Phong. Có Tần Phong mở đường, tất cả đều không phải vấn đề. Những trùng thú này không có sự tồn tại quá lợi hại, trên đường đi Tần Phong tùy ý chém giết, đã đến được tiệm trang bị của Lưu Chấn Sơn. Lúc này tiệm trang bị hỗn loạn, thủy tinh vỡ vụn, còn có ba con đao phong đường lan xâm nhập vào trong tiệm. Lúc này trên mặt đất còn có hai xác chết, trái tim lưu tuyết gần như rơi xuống vực sâu. Lần này không đợi Tần Phong ra tay trước, lưu tuyết đã dẫn đầu sông lên mấy trưởng giết chết những đường lan này cũng may hai xác chết này đều không phải là lưu chấn sơn một người là nam nhân viên trong tiệm của lưu chấn sơn một người khác thì trông giống khách hàng hơn nữa còn là một năng lực giả cấp dê đáng tiếc hắn ta chắc chắn phải an nghỉ ở chỗ này đến tầng hầm trước tần phong nói được lưu tuyết đi trước dẫn đường mặc dù tần phong biết vị trí nhưng vẫn đi theo sau lưng đối phương về phần những người đằng sau có một vài người hai mắt tỏa sáng, tay chân không sạch sẽ trực tiếp lấy đi một số trạng bị. Những quần áo tác chiến này có thể chống đỡ được dị thú tập kích, nhưng lúc bình thường quần áo tác chiến ít cũng phải một vạn tệ, nhiều thì mấy chục vạn, bọn họ căn bản không đi mua. Tần Phong lười quản những người này, theo lưu tuyết đi qua một bãi đổ xe ngầm, tìm được một cửa bí mật. Lúc này cửa lớn đã khóa trái từ bên trong, lưu tuyết vội vàng gõ cửa. Cha, mẹ, các ngươi ở bên trong sao tuyết nhi là tuyết nhi quay về kiều nhạn vội vàng ngạc nhiên nói ngoại trừ kiều nhạn và lưu chấn sơn bên trong còn có ba nữ một nam đều là nhân viên trong tiệm trang bị lúc ấy cũng chạy theo đến đây bên trong có ánh đèn yếu ớt tường sắt dày nặng cũng cho người ta cảm giác an toàn không đợi kiều nhạn vui mừng vì nữ nhi của mình đã quay về những người bình thường khác đã nhanh chóng chạy vào Mặc dù hầm ngầm là công trình thiết yếu nhưng hiển nhiên không phải đồ chung, tất cả chỉ có 100 mét vuông mà thôi, đột nhiên có 20 người chạy vào khiến bên trong trở nên chật chội. "Mau, mau mau đóng cửa lại." Những người kia vội vàng thúc giục. Tần Phong không thèm để ý những người kia. "Lưu Thúc, trang bị nghịch luyện của ta trước đó, ngươi đang để ở đâu?" Trước đó Tần Phong tưởng mình có thể ngăn cản trận bi kịch này xảy ra, cho nên cũng không đến lấy đồ nhưng tình huống hiện tại không ổn hắn cũng không muốn mất đi một tài liệu ít nhất là cấp thú vương lưu chấn sơn lại ngạc nhiên sau đó thay đổi sắc mặt không tốt còn đang ở trong lò phân giải lưu chấn sơn nói tần phong cũng nhíu mày sau đó nói không sao đâu lưu thúc chúng ta đi lấy một cái ngươi yên tâm có ta ở đây chắc chắn bảo vệ ngươi an toàn huống chi tình huống bên ngoài không tốt còn cần một ít đồ ăn e rằng đồ dự trữ của ngươi không đủ vẻ mặt lưu chấn sơn cũng trở nên nghiêm túc nghiến răng một cái nói được ta đi theo ngươi lão lưu đừng đi kiều nhạn lập tức ngăn cản lưu chấn sơn nhìn tần phong cầu xin tiểu hảo tử ngươi cần bao nhiêu tiền chúng ta bồi thường cho ngươi đừng để lão lưu đi lưu thẩm ngươi yên tâm ta sẽ không để lưu thúc có chuyện gì lưu tuyết cũng đi đến sau lưng kiều nhạn mẹ tần phong nói đúng ngươi đừng căng thẳng hắn rất lợi hại không có hắn thì bây giờ chúng ta cũng khó có khả năng trở về chúng ta chờ ở đây đi lưu chấn sơn nghiêm mặt nói làm thương nhân phải có uy tín huống chi chỉ cách mấy bước mà thôi đây là tài liệu hơn ức không thể sai sót ngươi đừng làm loạn kiều nhạn không có cách nào chỉ có thể bị lưu tuyết lôi kéo vào hầm ngầm tiểu ly ngươi cũng ở lại đây giúp trông coi tần phong để tiểu bạch ở lại Tiểu Bạch biết Tần Phong đi không xa cũng gật đầu, đồng thời lắc cổ tay. Có chuyện gì truyền tin cho ta? Tần Phong cười một tiếng, nói, ừm, yên tâm, cho ngươi đánh. Thật ra hai người cách nhau không xa, hoàn toàn có thể dùng ý thức lực để liên hệ nhưng hiển nhiên Bạch Ly thấy tò mò với mọi thứ, ngay cả bộ đàm cũng chơi đến vui vẻ. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa đóng lại cửa sắt, Tần Phong và Lưu Chấn Sơn đi ra ngoài. Đi thôi, phòng dung luyện ở sân sau, chúng ta đi qua từ chỗ này. Lưu Chấn Sơn đi ở phía trước, Tần Phong đi theo hắn ta, trước khi sống lại hắn làm công ở đây hơn nửa tháng, sao Tần Phong có thể không biết cấu tạo của nơi này? Chẳng mấy chốc, bọn họ vào thang máy ở bãi đổ xe đi lên trên. Bên ngoài rối loạn nhưng nơi này không bị trùng thú làm loạn, trùng thú khuếch tán cũng đi lại trên đường lớn. Nhưng lúc Tần Phong đi tới cửa phòng dung luyện, sắc mặt cũng thay đổi phòng dung luyện là nơi quan trọng lưu chấn sơn cũng luyện chế trang bị phù văn ở chỗ này cho nên không để người ta tùy ý đến gần tất nhiên phòng ngự cũng rất mạnh dù là tài liệu dị thú hay thiết bị sử dụng đều có giá trị đắt đỏ hiện tại cánh cửa chống trộm đã bị phá ra một cái lỗ kích cỡ nửa mét cánh cửa chống trộm này không có tác dụng gì với tần phong hắn đá một cái vào chốt cửa cánh cửa lớn ầm vang bị đá văng tình cảnh bên trong lập tức xuất hiện trong tầm mắt của tần phong rất nhiều tài liệu hỗn loạn bị quét xuống đất, một vài nơi rõ ràng trưng bày tài liệu lại rỗng tuyết. Bên cạnh một lò dung luyện cực lớn, một con bọ rùa kích cỡ bằng chậu rửa mặt trong suốt sáng long lanh đang dán vào. Tinh giáp thú Lưu Chấn Sơn giật mình kêu lên. Chẳng ai ngờ tinh giáp thú lại xuất hiện ở đây. Thật ra cũng không kỳ quái, trước đó tinh giáp thú chỉ ăn một chút dịch năng lượng đã bị mọi người cắt ngang, không chỉ như thế, bên ngoài xảy ra nhiều tai nạn như vậy, càng không ai quản con tinh giác thú này đi đâu. bây giờ trong toàn bộ hàng trấn, còn có nơi nào có tài liệu càng nhiều càng tốt hơn chỗ của lưu chấn sơn sao? dù sao trong lò tinh luyện đang dung luyện tài liệu cấp thú vương ép tinh giác thú lần mò đến nơi đây căn bản không phải trùng hợp. tuy hiện tại việc dung luyện trong lò tinh luyện đã kết thúc lại tỏa ra nhiệt độ cao, tinh giác thú cũng không có cách nào, chỉ có thể chậm rãi chờ nhiệt độ giảm xuống lại gặm hỏng cái lò này nhưng tinh giáp thú cũng không người người quấy rối nó ăn trước đó lại xuất hiện ở đây được cái này cũng tính là tự chui đầu vào lưới đi tần phong công môi cười không chút do dự để một tia sáng đen bao phủ trên người tinh giáp thú bóng tối bao trùm tinh giáp thú lập tức mất đi ngủ giác tần phong lại thả ra dị năng hắc ám xạ tuyến địa ngục hỏa phốc phốc dị năng liên tục bộc phát Tinh giáp thú căn bản không chịu nổi dị năng có đá địa ngục tăng phúc của Tần Phong, lúc bị hắc ám xạ tuyến công kích đã không còn bất kỳ sức lực gì, co quắp ngã xuống đất, lúc địa ngục hỏa tiến đến cũng không thể tránh né được, lập tức bị đốt cháy đại não. Kẻ cầm đầu gây họa ở hàng trấn bị tiêu diệt, cuối cùng vẫn chết trên tay Tần Phong. Điều này, Lưu Chấn Sơn nhìn thực lực do Tần Phong thể hiện ra, đã chấn động đến không nói ra lời. Trước đó vì có người khiêu khích, thực lực do Tần Phong thể hiện ra cũng chỉ là một cổ võ giả cấp ép, hiện tại xem ra bọn họ đều nhầm, Tần Phong căn bản là một dị năng giả, chỉ có điều, màu sắc dị năng do Tần Phong vừa thả ra khiến Lưu Chấn Sơn hơi nghi ngờ, sao có thể là màu đen. Vì sau đó Tần Phong lại thả ra địa ngục hỏa, Lưu Chấn Sơn chỉ cho rằng Tần Phong là một dị năng giả phù văn hỏa biến dị, cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn ta vội vàng đi tới, bắt đầu thao tác lò dung luyện, Tiến hành nhanh chóng làm nguội, theo nước lạnh cọ rửa, nhiệt độ trong lò dung luyện cũng giảm xuống, sau đó bên trong mở ra, tài liệu được nâng lên. Tần lão đệ, chính là những thứ này, Lưu Chấn Sơn giao đồ vật cho Tần Phong, đồ phân giải ra đại khái chia thành ba loại nguồn năng lượng, đều là khối hình, trong đó có một cái kích cỡ như ba cục gạch nhưng lại nặng đến trăm cân. Món đồ tốt này chắc chắn là tài nguyên khoáng sản của dị thế giới, được chúng ta gọi là Trầm Huyền Thạch, trọng lượng cực lớn năng lực kháng đánh rất cao dùng làm thuẫn bài thật sự có năng lực phòng ngự rất mạnh nhưng dùng làm vũ khí sẽ tốt hơn cả công lẫn thủ không dễ tổn hại tần phong cũng gật đầu vậy thật sự không tệ lưu thúc ta đã chuyển khoản cho ngươi nhưng nếu hiện tại muốn tìm ngươi tăng cường một vài trang bị phù văn không biết cần thời gian bao lâu tần phong hỏi hiện tại lưu chấn sơn không ngờ hiện tại tần phong còn nghĩ đến việc tăng cường trang bị hiện tại trùng tộc tàn phá bừa bãi không phải nên nhanh chóng chạy trốn sao, Tần Phong gật đầu, lưu thúc, cửa hàng nhà ngươi ở vị trí trung tâm nhất trong thành thị, bây giờ trùng tộc làm loạn còn chưa hình thành phạm vi cố định, tuy hiện tại chạy trốn có thể dẫn đầu đi ra ngoài nhưng càng có khả năng tử vong. Hiển nhiên Lưu Chấn Sơn cũng đang do dự. Tần Phong nói đúng, vì lúc đầu trùng tộc đi ra từ trong vết nứt tất nhiên sẽ săn mồi dọc đường, vô cùng hỗn loạn, có lẽ một khắc trước ngươi vừa tránh thoát một đám loài bò sát, sau đó lại gặp được mấu trùng chuyện như vậy không phải là không xảy ra nhưng theo trùng tộc chiếm cứ nơi này xung quanh trùng tộc thực lực cao không có trùng tộc hạ cấp chủng loại khác biệt cũng sẽ có nơi ở khác biệt lúc này bọn họ chỉ cần đi dọc theo đường phân cách giữa hai chủng tộc tỷ lệ an toàn sẽ cao hơn những thứ này đều là kiến thức học được trên sách ở tận thế nhưng có mấy người làm được những điều này chứ tần phong nói hơn nửa hàng trấn bị tấn công vết nứt còn tiếp tục mở ra, Phúc Thành cũng sẽ đến đây vây quét, không bằng chờ cứu viện, e rằng còn tốt hơn mù quán chạy ra ngoài rất nhiều, bây giờ trong tầng hầm ngầm có hơn 20 người, làm ổ ở chỗ đó còn không bằng lấy khách sạn làm nơi phòng thủ, cũng có thể sống thoải mái hơn chút, nhưng hiện tại vũ khí của ta không đủ sắc bén, vừa hay lấy được hạch tâm của tinh giáp thú, cứ đề bạc ở ngay. Chỗ này đi. Đưa ra quyết định này, Nguyên nhân quan trọng hơn là vì Tần Phong cảm thấy với cá tính của Lưu Tuyết kia, chắc chắn nàng sẽ không chạy trốn một mình, mà muốn dẫn theo hơn 20 người rắc rối này. Cứ thế, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì trên đường, chuyện như vậy nhiều lắm, một khắc trước còn là đồng đội kề vai chiến đấu, ngay sau đó có thể đẩy ngươi đi chịu chết. Tần Phong cũng không muốn Lưu Thúc bị ai hại, hiển nhiên Lưu Chấn Sơn đã bị Tần Phong thuyết phục, ngươi nói cũng đúng, ta nghe ngươi, hơn nữa dung luyện một vũ khí cũng không cần bao nhiêu thời gian, 3 năm tiếng là đủ. Quan trọng nhất là Lưu Chấn Sơn cảm thấy thực lực của Tần Phong rất mạnh, còn mạnh hơn cả Lưu Tuyết, có một đồng đội mạnh mẽ như Tần Phong, dù sao cũng tốt hơn không có gì. Hiện tại hắn ta cũng sợ Tần Phong chảy mất, Tần Phong hài lòng gật đầu, nói, nhưng ta còn có một số tài liệu, chỉ sợ còn cần phân giải một chút, ngươi chờ chút ta để bạn gái của ta mang đến. Tần Phong kết nối thiết bị thông tin để Bạch Ly cầm đồ đến, cũng chính là kỵ sĩ thương của vương giả kỵ sĩ kia. Bạch Ly nhận được truyền tin của Tần Phong, lập tức đi ra từ trong hầm ngầm. Nhưng nàng cũng không biết tuyến đường cụ thể đành phải cảm ứng vị trí của Tần Phong, cũng không sử dụng dị năng không gian mà tùy ý tìm một chỗ trong bãi đậu xe ngầm để đi lên mặt đất. Lúc này, một đám người đang bị trùng tộc đuổi theo, đã lùi về khách sạn. Má nó, đám côn trùng này vừa rồi là tên khốn nào đánh nát trang bị ổn định không gian đã đến lúc này rồi còn bàn chuyện này làm gì không được bây giờ trùng tộc bên ngoài quá hỗn loạn để bọn chúng ăn vài người ăn no rồi sẽ không lộn xộn nữa đến lúc đó chúng ta lại đi ra phòng ngự nguyên tại chỗ đi khách sạn này cũng không tệ nhanh hành động đi tìm đồ chặn cửa sổ phong tỏa nơi này thực lực của những năng lực giả này đều là cấp ép kinh nghiệm sinh tồn vô cùng phong phú chẳng mấy chốc đã tìm được đồ dựa vào khách sạn để tiến hành phòng thủ lúc bọn họ đang bận rộn đến quên cả trời đất bạch ly đang vui vẻ lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ tất nhiên bạch ly không để ý đến bọn họ chỉ là trong đám người này lại có người để ý đến bạch ly người kia chính là cổ võ giả bị tần phong đánh hai quyền rụng hết răng vào mấy ngày trước sau khi người kia thấy bạch ly đôi mắt lập tức nhìn thẳng đây không phải cô nàng của tiểu tử kia sao người kia nhanh chân đi đến chặn ở trước mặt bạch ly bạch ly nhíu mày ánh mắt của nam nhân này khiến người ta rất chán ghét ha ha cô nàng này hiện tại lão công của ngươi đang ở bên ngoài cho côn trùng ăn ngươi đi cùng ta đi hầu hạ ta thoải mái một chút ta bảo vệ ngươi nếu không hiện tại ta sẽ ném ngươi ra ngoài cho côn trùng ăn bạch ly trợn mắt nhìn đối phương trên mặt nở nụ cười lạnh tiêu chuẩn của tần phong lão công ta đang ở sân sau nói cái gì cho côn trùng ăn buồn cười trong lòng người này giật mình không ngờ tần phong vẫn chưa chết nhưng thái độ của bạch ly cũng chọc giận cổ võ giả này hắn ta lập tức giận dữ nói ở sân sau thì thế nào hiện tại ta sẽ làm ngươi ăn được một nữ nhân như ngươi lão tử chết cũng đáng nói xong người này định ra tay đưa một tay ra muốn che miệng bạch ly dường như hắn ta đã tưởng tượng ra ánh mắt cầu xin của đối phương